quản trị theo bản năng thì chỉ làm theo kiểu dạng tiểu thương, làm con buôn, làm theo kiểu dạng kinh doanh hộ gia đình, kinh doanh cá thể thôi. Chứ còn nếu mà làm để trở thành quy mô lớn thì không thể quản trị doanh nghiệp theo kiểu bản năng. Điều 31, không quản trị doanh nghiệp theo bản năng, phải quy trình, quy chuẩn. Đừng quản trị doanh nghiệp theo kiểu bản năng. Quản trị doanh nghiệp theo kiểu bản năng có nghĩa là như thế nào? Các cái chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề, đi lên từ chuyên môn, hay là các chủ doanh nghiệp đi lên theo kiểu dạng từ con buôn ấy, thì họ hay có xu thế là quản trị doanh nghiệp theo kiểu dạng như là cứ nghĩ đâu là làm đấy, bạ đâu là làm đấy, thấy như này đúng là làm, không có quy trình, không có quy chuẩn, không có những khoa học trong quản trị. Như vậy tôi gọi cái đấy là quản trị theo kiểu bản năng. Nếu mà quản trị theo kiểu bản năng như vậy ấy, thì ở cái quy mô nhỏ thì bạn có thể làm được. Ở cái quy mô nhỏ và vừa thì bạn có thể là một lúc bạn có thể làm được việc này việc kia, và nhiều khi cái việc gì cũng đến với người chủ, bạn không khác gì là khổ chủ cả. Và làm như thế thì bạn có thể làm việc tối ngày mà cái gì cũng đến tay bạn, cái gì cũng sẽ là phải là người chủ ra tay thì mới làm được. Mà bạn thì đâu có ba đầu sáu tay được đâu, mà trong cái đó bạn đâu có giỏi mọi thứ được. Thế vì vậy cho nên là nếu mà quản lý doanh nghiệp theo kiểu dạng bản năng như vậy thì không khác gì theo kiểu dạng là giò đá đáy sông, và không khác gì là cây lớn giữa rừng. Thì như vậy nó sẽ không thể lớn được, không bao giờ có thể là doanh nghiệp tự động hóa mới có thể lớn để trở thành những cái tập đoàn. Thì trước đây thì chúng tôi bắt đầu xuất phát điểm cũng là quản lý doanh nghiệp theo kiểu bản năng. Chúng tôi trong khoảng 13 năm đầu tiên thì loay hoay mãi thì chúng tôi cũng chỉ được có 40 lao động và doanh số cũng chỉ được khoảng tầm dưới 100 tỷ thôi. Thế cũng là được rồi đấy, nhưng mà để mà phát triển lên nữa thì không thể nào phát triển được lên nếu như vẫn tiếp tục làm theo cái cách thức mà bản năng, không có khoa học, không có quy trình. Thế sau đó thì chúng tôi đã phải quy trình hóa rồi, phải quản trị theo khoa học, quản trị theo việc là đóng gói lại những các cái quy trình, quy chuẩn, để từ đấy rồi mới mở rộng ra được thành là tập đoàn 4.000 lao động, và từ đấy rồi mình có thể nhân bản lên được. Cho nên là quản trị theo bản năng thì chỉ làm theo kiểu dạng tiểu thương, làm con buôn, làm theo kiểu dạng kinh doanh hộ gia đình, kinh doanh cá thể thôi. Chứ còn nếu mà làm để trở thành quy mô lớn thì không thể quản trị doanh nghiệp theo kiểu bản năng, cái gì cũng đến mình, cái gì cũng đến người chủ được. Vì vậy đừng quản trị theo kiểu bản năng, mà phải quản trị bằng quy trình, bằng quy chuẩn, bằng khoa học, bằng hệ thống, bài bản, và không cần có người chủ, doanh nghiệp vẫn có thể hoạt động được. Đó mới là quản trị doanh nghiệp. Thank you bạn. Để theo dõi nội dung tiếp theo của chủ đề 99 điều không nên làm trong quản trị và phát triển kinh doanh, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất của phần tiếp theo nhé.